Lớp 1 bài 1. Ở đây thầy sẽ không dùng cái product nha. Tại vì nếu như mà dùng product luôn thì nó hơi kỳ. Thì chúng ta sẽ có cái lớp 1. Và thầy sẽ new một cái class mới. Thì class này thầy để là sinh viên. Thì sinh viên và product thì nó cũng có nhiều cái giống nhau, là quản lý đối tượng của chúng ta. Quản lý cái gì? Quản lý cái gì? Và cái đó kiểu dữ liệu như thế nào? Như vậy thì cái phần này của cái lớp trước thầy đã giải thích khá là kỹ về cái kiểu dữ liệu buổi trước. Cho nên nếu cần thì các bạn xem lại giúp thầy về cái kiểu dữ liệu. Đối với sinh viên bên kia, bên kia người ta lấy tên, giá. Còn bây giờ thầy cũng lấy tên. Tên và điểm. Tên và điểm. Thì theo các bạn, tên, kiểu dữ liệu mình sử dụng. String. Và các bạn dùng S. Điểm. Điểm mình nên dùng gì? Double điểm. Double thường và double hoa có gì khác? D thường và D hoa có gì khác? D thường là gì mà D hoa là gì? Đúng rồi, D hoa. Đối tượng là đúng rồi, nhưng mà người ta dùng cái từ gì? Lớp. Lớp bao. Nguyên thủy và lớp bao. Nguyên thủy là trước đây đã từng xài. Lớp bao là giờ mới viết. Rồi, coi lại cái chỗ đó giúp thầy. Nguyên thủy và lớp bao. Chúng ta sẽ có phương thức ở đây là phương thức nhập xuất, phương thức khởi tạo. Như vậy chúng ta sẽ dùng insert để chúng ta chèn phương thức khởi tạo vào. Đó là hai phương thức khởi tạo của chúng ta. Và chúng ta sẽ thêm một phương thức public nhập. Trước đây chúng ta ghi là nhập sinh viên theo kiểu này. Đó. Chúng ta nhập giống như thế này. New scanner system.in và add out nhập họ tên cách ra. This chấm S tên bằng scanner chấm net line đến điểm this chấm d điểm scanner net double. Và chúng ta đã có cái hàm nhập giống như thế này. Trước đây chúng ta làm như thế. Và chúng ta cũng có thể viết lại theo cái dạng là nhập, nhưng mà theo cách 2. Mình để đây là nhập 1 đi. Theo cách 2 là mình có thể sử dụng cái kiểu trả về không phải là void, mà kiểu trả về là sinh viên luôn. Kiểu trả về là sinh viên. Vậy thì bên trong này mình sẽ khai báo thêm một cái biến sinh viên SV bằng new sinh viên. Các bạn thấy độc đáo ở cái chỗ mà lập trình hướng đối tượng của chúng ta ở đây là chúng ta đang viết lớp sinh viên mà chúng ta đã xài lớp sinh viên.
hay là chỗ đó đó. Chúng ta đang viết nhưng mà chính chúng ta xài luôn, viết xong xài luôn. Vậy chỗ này sau khi chúng ta nhập xong, chúng ta return về SV. Sau khi chúng ta nhập thì chúng ta đã có được sinh viên và nó trả về tên hàm luôn, tên của phương thức. Đó, như vậy có hai cách. Vậy thì lúc mà chúng ta nhập ở đây, chúng ta muốn xài tên điểm thì chúng ta phải dùng cái hàm get chúng ta mới lấy được. Còn nếu mà chúng ta nhập theo kiểu này thì bản thân là nó có gán sẵn vô luôn rồi. Và thường người ta dùng kiểu nhập hai này nhiều hơn. Thường dùng kiểu nhập hai này nhiều hơn. Và trong này người ta có yêu cầu là tính thuế 10%. Tính thuế 10%. Thì thay vì tính thuế, thầy sẽ dựa vào điểm thầy xếp loại cho sinh viên. Thì thay cái hàm tính thuế bằng hàm xếp loại. Các bạn viết lớp 1 thì các bạn viết cho thầy cái hàm tính thuế. Vậy cái hàm xếp loại này, mình sẽ muốn xếp loại là trung yếu, trung bình, khá, giỏi. Vậy mình sẽ cần kiểu trả về là kiểu gì? String. À, get xếp loại. Get xếp loại. Mình vừa vào điểm, mình sẽ xếp loại. Vậy cái xếp loại này, thầy sẽ mượn một cái hàm thầy đã viết rồi cho nó nhanh. Bởi vì cái đoạn code thì nó cũng không có quá khó để mà đoạn code của chúng ta. Xếp loại. Chỗ này dis.d điểm. Chúng ta sẽ lấy điểm ra để chúng ta so sánh và chúng ta biết rằng là bạn này xếp loại gì. Như vậy mình đã hoàn thành xong cái việc xếp loại. Được không nào? Mình sẽ viết một phương thức xuất. Public void xuất. Out xuất tên. Tên cộng this.stain. Điểm this.d điểm. Xếp loại this.get xếp loại. Như vậy chúng ta đã có được hàm nhập, hàm xuất, hàm xếp loại đối với lại sinh viên. Kịp không nào? Nhập, xếp loại, xuất đối với sinh viên. Chúng ta ở trong lớp 1 này, chúng ta viết một cái lớp lớp 1 main để chúng ta gọi. Lớp 1 main. Trong này thầy sẽ khai báo sinh viên SV bằng new sinh viên. Sinh viên bằng new sinh viên. Và chúng ta sẽ gọi sinh viên chấm. À, trong này mình thiếu hàm main rồi, quên hàm main rồi. Bạn viết hàm main giúp thầy.
sinh viên chấm nhập 1 hoặc nhập 2. Bây giờ trước tiên mình xài nhập 1 trước đi. Và sinh viên chấm xuất nhập 1 và nhập 2 chấm xuất. Chạy. Tên A điểm 7. Xuất ra tên A điểm 7 xếp loại khác. Được không? Đến đây kịp. Bạn nào không kịp thì nói. Như vậy, chúng ta đã có được cái lớp sinh viên, có được lớp main để sử dụng đối với lại cái sinh viên đó. Rồi xem lại lớp sinh viên nhé. Đó là lớp sinh viên của mình. Chúng ta sẽ cho code C4. Rồi không có net luôn hả? Không có net. Như vậy mình đã viết xong người ta yêu cầu là thêm các cái phần getter setter nữa. Getter setter chỗ nào dấu cộng là public, chỗ nào dấu trừ là private. Như vậy hai cái thuộc tính chúng ta dùng private, vậy chúng ta điều chỉnh lại cho nó phù hợp. Ở đây thầy không có xài gì, thì tí nữa chúng ta sẽ nói đến phần public private này. Đó, theo yêu cầu của đề thì chúng ta làm như thế. Hai cái này là private, còn lại các phương thức khác là public. Và chúng ta thêm những phương thức getter và setter. Insert thêm get và set. Đó, get và set. Như vậy chúng ta có get tên, set tên, get điểm, set điểm. Khi mà bạn viết một cái class thì nó sẽ có các cái lớp, có các cái thuộc tính, có các cái phương thức như thế. Get, set. Chưa có màn lại luôn. Rồi lớp 1 bài 1. Ổn không?